Ngày 24 tháng 12 năm 2020, Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam VPF và Tập đoàn LS Holding ký kết hợp tác tài trợ tại Giải bóng đá vô địch quốc gia và hạng nhất quốc gia 2021. Buổi lễ có sự tham gia của các đại diện Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam VPF, lãnh đạo Tập đoàn LS Holding cùng đông đảo nhà báo, phóng viên đến từ các cơ quan thông tấn báo đài trung ương và địa phương. Với sự tiếp tục đồng hành của nhà tài trợ chính, Tập đoàn LS Holding tại mùa giải 2021, hai giải đấu bóng đá chuyên nghiệp quan trọng của Việt Nam có tên gọi chính thức Giải vô địch quốc gia LS 2021 với sự tham gia của 14 đội bóng, dự kiến khởi tranh vào ngày 16 tháng 1 năm 2021 và Giải hạng nhất quốc gia LS 2021 dự kiến khởi tranh tháng 4 năm 2021. Chủ tịch tập đoàn LS chúng tôi có một tình yêu vô cùng lớn đối với Việt Nam. Ông ấy cũng đã từng là tổng lãnh sự danh dự của Việt Nam tại Hàn Quốc. Ông vô cùng quan tâm đến Việt Nam cũng như những cái sự phát triển của hợp tác giữa hai nước cũng như phát triển tại các địa phương của Việt Nam. Chính vì vậy mà chúng tôi quyết định lựa chọn cái giải một giải bóng đá tiêu biểu của Việt Nam chính là giải vô địch quốc gia và giải hạng nhất quốc gia để hỗ trợ. Đồng thời thông qua đó thì chúng tôi cũng hy vọng là sẽ nâng cao được cái hình ảnh thương hiệu của LS đến với người dân Việt Nam. Tôi cũng theo dõi rất là sát tình hình diễn biến dịch bệnh tại Việt Nam và thấy rằng là chính phủ Việt Nam đưa ra rất là nhiều những cái biện pháp để phòng chống dịch bệnh. Những biện pháp này thì đều rất là chi tiết và cụ thể để giúp chúng tôi cũng như rất là nhiều những người khác có thể tuân thủ và để đảm bảo cái tính an toàn. Có lẽ đây là lý do đầu tiên và lớn nhất để mà Việt Nam có thể trở thành một đất nước an toàn hơn các nước khác trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay. Và đặc biệt là về vấn đề bóng đá thì VPF cũng đã thực hiện cũng như là chuẩn bị rất là chu đáo cho việc phòng dịch này. Và chính vì vậy mà có lẽ vì thế mà những người xem bóng đá có thể đến xem các trận bóng đá tại giải thi đấu của bóng đá của Việt Nam một cách an toàn. Tôi nhận thấy rằng để chuẩn bị cho mùa giải năm nay thì các câu lạc bộ cũng có sự đầu tư rất là lớn để chuẩn bị cho giải đấu và tôi hy vọng là năm sau thì về mặt kỹ thuật thì sẽ có nhiều những cái sự cải thiện hơn nữa cho đối với các câu lạc bộ. Ngoài ra thì về vấn đề môi trường thì hiện nay các nước trên thế giới đều đang phát triển vaccine và tôi hy vọng là trong năm tới thì người dân có thể vừa đảm bảo tuân thủ các biện pháp phòng dịch cũng như là cùng với sự hỗ trợ của vaccine sẽ có thể đến sân xem và trải nghiệm một cách an toàn, tận hưởng nhất. Và thông qua đó thì chúng ta sẽ có một giải thi đấu hoàn thiện hơn và tuyệt vời hơn năm nay nữa. Hợp đồng hợp tác của chúng tôi hiện nay là đang có thời hạn là 3 năm. Tuy nhiên là chúng tôi đều có mong muốn cũng như là ý định là sẽ tiếp tục đầu tư lâu dài cũng như là hỗ trợ lâu dài cho để phát triển bóng đá Việt Nam. Mùa giải 2021, Công ty VPF và đối tác truyền thông Next Media tiếp tục giữ vững mục tiêu 100% các trận đấu tại LS V-League 1 năm 2021 sẽ được truyền hình trực tiếp, đồng thời cũng sẽ nâng cao chất lượng truyền hình cho các trận đấu của LS V-League 2 năm 2021. Các trận đấu sẽ được phát sóng trên nhiều kênh khác nhau của các đài truyền hình trung ương, địa phương và trên các hệ thống truyền hình Internet và OTT. Mùa giải 2021 đánh dấu 21 năm bóng đá Việt Nam chuyển mình trên con đường chuyên nghiệp, cũng là dấu mốc 10 năm sự ra đời của Công ty VPF. Toàn thể cán bộ, nhân viên VPF sẽ không ngừng nỗ lực trong công tác quản lý, tổ chức, điều hành giải đấu, tiếp tục đổi mới các giải đấu bóng đá chuyên nghiệp quốc gia, đạt chất lượng và hiệu quả hơn, đáp ứng được sự kỳ vọng của nhân dân và người hâm mộ.